Đấy là ghê rồi đấy. Chưa người rơi luôn đây, cái này sao cắt đi à? Đây sao bỏ bớt đi đấy, sao cái này hơi đấy. Cắt đi à? Thế cái này để hai lớp trong số thế đấy á, để một lớp nữa ở đây á. Đó bây giờ để như này thì hơi cái đuôi nằm cạnh đây này thì cả nó à. Hớt cái này lên xong vẫn cứ để cái này lớp nữa đây. Đúng không? Được. Thì sau nếu mình không thích thì mình vẫn cắt đi được. Đây nó hỏi chỗ này. Sao mình không thích mình cắt đi được. Mà cứ hớt đi biến đây. Mình thích thì mình để. Đúng không? Anh có năng khiếu ấy. Độ xe, dân độ xe, chuyên độ xe. Phiên bản Win Line. Line con nhéo gì không biết nữa. Đấy.